Công an huyện Phước Sơn, Quảng Nam vừa phối hợp với lực lượng chức năng liên quan và cán bộ chuyên trách bảo vệ rừng tiến hành kiểm tra, truy quét tình trạng khai thác vàng trái phép tại bãi 5A, xã Phước Thành. Qua kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm của các đối tượng khai thác vàng trái phép. Qua kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện phá hủy 8 lán trại, làm mất tác dụng 2 máy nổ, 9 cối xay mà các đối tượng đang thực hiện việc lắp ráp cùng 500 mét dây ống nước, 300 mét dây điện, 1.000 mét bạc và nhiều công cụ, phương tiện khác phục vụ việc khai thác vàng trái phép. Khi phát hiện các lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ trốn. Lãnh đạo Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam nhận định, thời gian qua, mặc dù lực lượng chức năng đã nhiều lần tổ chức truy quét, đẩy đuổi, chốt chặn các điểm khai thác vàng trái phép trên địa bàn huyện nói chung và khu vực bãi vàng 5A nói riêng. Tuy nhiên, một số đối tượng lợi dụng việc nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 diễn ra dài ngày, nên đã lén lút đưa máy móc, phương tiện vào khu vực trên nhằm khai thác vàng trái phép. Trong thời gian đến, Công an huyện Phước Sơn tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng duy trì, tiến hành tổ chức các hoạt động truy quét thường xuyên để lập lại kỷ cương, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.